cung đường chút 4 mét đường đàn, nhưng một chút to và lớn. Đường mát mẻ, những bụi tập trồng, những bụi tre quá mát, thật là lý tưởng. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.